nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Xin kính chào quý anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của em. Hôm nay em giới thiệu cho quý anh chị xem một thửa đất này nha, nằm trên trục đường nhựa. Đường này là đường nhựa 5m nha anh chị. Cái đường này mình di chuyển ra tỉnh lộ 876 khoảng 500m thôi là mình tính tới tỉnh lộ 86 rồi. Tổng diện tích thửa đất này là 3.200 m2. Đường đi vào đất của mình quý anh chị là đường bê tông 4m. Đất mình có hai mặt tiền đường, phía sau có mặt tiền đường bê tông 2m anh chị. Đường này mình là đường 4m nha. Từ mí lộ nhựa mình di chuyển vào đây là đường bê tông 4m. Đất mình quay về hướng chánh tây. Con đường này mình di chuyển vào đây là con đường 4m. Rồi mình tới thửa đất nha anh chị. Đất mình tổng diện tích là 3.200 m2. Mình để em di chuyển xuống đây để chỉ cảnh giới cho quý anh chị xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Đất này cách trung tâm của xã Vĩnh Kim khoảng 1,5 km thôi nha anh chị. Nếu anh chị nào ở thành phố Mỹ Tho, đất này cách trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 15 km thôi. Nếu quý chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, mình di chuyển về thửa đất này quý anh chị khoảng 70 km thôi nha anh chị. Đất này rất là thích hợp cho anh chị nào mở xưởng và công ty. Để em di chuyển xuống đây cho anh chị xem nha. Đây là đường chào đất mình nha anh chị. Từ mí canh này mình di chuyển qua đây là 28m. Mình sâu vào hết đất nha anh chị. Đây là đường di chuyển mình vào là con đường 4m, bê tông 4m luôn. Để em di chuyển qua đây chỉ ranh giới cho quý chị xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Hiện trạng đất thì gia chủ đang trồng dừa, nguyên một vườn dừa luôn nha anh chị. Gia chủ cũng đang xen trồng chuối vào mình luôn. Để em di chuyển qua cột ranh bên đây rồi em sẽ đi xuống phần cuối đất cho quý anh chị xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Đây là ranh giới mình đây. Xung quanh thì gia chủ cũng đã làm hàng rào hết rồi anh chị. Đây là ranh giới của mình nha quý anh chị. Đây là ranh giới của mình. Mình di chuyển xuống thửa đất là hết đất của anh chị. Để em di chuyển xuống thửa đất cho anh chị xem nha. Ở đây thì gia chủ đang trồng dừa rất là tốt nha anh chị. Ở đây dừa mình thu hoạch một tháng cũng được 4-5 triệu, cũng trang trải cuộc sống gia đình cũng rất là tốt nha anh chị. Nghe ơi, đất mình rất là bằng thẳng và cao ráo luôn. Vậy về luôn á, chúng thiệt vậy đó. Cho quý anh chị nào về đây mình làm vườn nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời nha anh chị. Em nghĩ thửa đất này mình về mình làm công ty, nhà xưởng hoặc mình buôn bán kinh doanh gì đó, các em thấy cũng rất là hợp lý. Nó trả giá gì không? Để em di chuyển cho chị xem thửa đất này. Đất của mình làm thuộc khu vực xã Sông Thuận nha anh chị, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đất mình loại đất là cây lâu năm. Đất này thích hợp cho quý anh chị trồng như dừa, bưởi, mít nha anh chị. Ở đây đường đi mình di chuyển vào là con đường bê tông 4m. Trước đất mình là con lầu nhựa nha anh chị. Ở đây nhà cửa thì rất là đông đúc luôn. Hàng xóm mình đây rất là vui vẻ và hòa đồng. Nếu quý chị nào về thích mảnh vườn này, cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình. Bên em sẽ có nhân viên dẫn cho quý anh chị xem thất và mình gặp chính chủ mình nha. Thì giáp ranh của mình thì gia chủ cũng đã cầm ranh giới hết nha anh chị. Mọi ý kiến thắc mắc của anh chị cứ để lại bình luận phía bên dưới. Bên em sẽ có nhân viên tư vấn cho quý anh chị nha. Và đừng quên nhấn nút like và đăng ký chia sẻ kênh nhà đất của em ngày càng hoàn thiện hơn. Ở đây là dừa nha anh chị. Dừa mình trái rất là xum xê luôn.
trời buổi chiều hơi nắng nha anh chị, nên em quay video cũng không sắc lượng cho mấy nha, nên em quay hơi từ từ cho quý anh chị xem nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha quý anh chị. Em xin nhắc lại thửa đất này nha, miếng đất này mình nằm thuộc xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích thửa đất này là 3.200 m². Đất mình thuộc loại đất trồng cây lâu năm. Đất mình là nằm mặt tiền đường bê tông 4m nha anh chị. Mình di chuyển vào đây là thửa đất mình là 3.200 m². Đó. Đất mình rất là đẹp luôn. Đất này mình rất là thích hợp cho anh chị nào về đây mình làm nhà xưởng hoặc công ty. Đất mình quay về hướng cánh tay nha quý anh chị. Trên đất mình thì có hai mặt tiền, mà phía sau mình còn mặt tiền bê tông 2m nữa nha anh chị. Để em đi xuống phần đuôi của đất rồi em sẽ chỉ ranh giới cho quý anh chị xem ranh giới của nó luôn nha. Miếng đất này gia chủ đang kêu với giá là 1 tỷ một công. Đó. Đất này nằm trên lậu nhựa nha anh chị. Giá này thì em cũng thấy rất là hợp lý. Nên mình về đây mình buôn bán, mình kinh doanh thì đây rất là tiện ích luôn. Để mà di chuyển gần tới cầu canh phía dưới rồi, để cho anh chị xem và nắm bắt cụ thể hơn nha. Thì phía sau đất của mình thì nhà cửa rất là đông đúc. Đây là ranh giới của mình nha anh chị. Ở sau thì nhà cửa ở rất là đông luôn. Trước đất mình là con lầu nhựa, phía sau là con đường bê tông. Để em di chuyển qua bên đây để cho quý vị xem nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Đây là đường bê tông mình chị. Đó, đây là ranh giới mình. Ở sau mình có đường bê tông 2m này nữa. Ở nhà cửa đây rất là đông đúc luôn. Đất mình có lợi thế là hai mặt tiền. Mình muốn làm gì cũng được nha anh chị. Đó, để em di chuyển qua bên đây, chỉ ranh giới bên đây cho anh chị xem nha. Đất mình cũng rất là đẹp luôn. Đó, chị thì mình từ cái đó mình sâu qua bên đây là 28m luôn. Đầu đất mình bằng nhau luôn nha anh chị. Chỉ mình di chuyển đường bê tông vào 4m thôi. Mặt trên mình là 28m, mặt sau đường bê tông 2m của mình là 28m nha anh chị. Để em qua đây di chuyển cho quý anh chị xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn. Ở đây gia chủ chỉ trồng dừa thôi nha anh chị. Đây dừa trái rất là nhiều luôn, xum xê luôn nha anh chị. Mình về đây mình sở hữu được mảnh vườn này rất là tuyệt vời luôn. Đất mình có hai mặt tiền, đường và đường nhựa và đường bê tông. Giá chính chủ kêu bán thửa đất này chỉ 1 tỷ một công nha anh chị. Nếu quý anh chị nào có nhà ý muốn xem đất, cứ liên hệ số điện thoại của em trên màn hình, bên em sẽ có nhân viên dẫn cho quý anh chị xem thửa đất này nha. Đó, mặt tiền bê tông của mình ở đây nữa là 28m nha anh chị. Đó, để em đi lên cặp ranh bên hông cho quý anh chị xem. Ở đây thì trên đất mình không có màu mã gì hết, đất mình rất là vuông vức luôn. Đó, đây dừa trái rất là xum xê. Mình về đây mình làm một mảnh vườn nho nhỏ và mà làm một cái nhà nghỉ dưỡng nha anh chị. Đây thì buổi chiều rất là mát mẻ và cảnh quan rất là hữu tình luôn. Đó, mình về đây mình sửa lại chút đỉnh nữa là mình có một mảnh vườn rất là đẹp nha anh chị. Đó, xung quanh thì gia chủ cũng đã làm rào hết rồi. Về đây mình cũng không tốn chi phí gì để mình làm hết nha anh chị. Ở đây thì gia chủ và ranh giới rất là rõ ràng rồi. Về đây mình cũng không sợ tranh chấp gì hết nha anh chị. Đó, để em di chuyển lên phía trên chút xíu nữa cho anh chị xem. Đất mình rất là đẹp nha anh chị. Gia chủ trồng dừa sim thôi. Đất này rất là thích hợp cho anh chị nào về đây mình nghỉ dưỡng hoặc mở công ty, nhà xưởng. Đó, rất là thuận tiện. Em xin nhắc lại quý anh chị nha, miếng đất này thuộc xã Sông Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích của mình là 3.200 m²,
Đường mình di chuyển vào đây là đường bê tông 4m. Trên sổ mình là có sổ đường đi luôn nha anh chị, đường đi chuyển vào 4m luôn. Giá chính chủ kêu bán thửa đất này là 1 tỷ một công, rất là rẻ luôn. Ở đây mình rất là thuận tiện cho quý anh chị nào về đây mình mở công ty, nhà xưởng, dân dân nha anh chị. Hoặc mình về đây mình làm một cái mảnh vườn nho nhỏ để mình về đây mình dưỡng già, hoặc mình trồng những cây ăn trái mình muốn trồng nha anh chị. Ở đây thì thích hợp cho anh chị nào trồng như những loại cây ăn trái nha, như là bưởi, dừa, mít, măng cục, dân dân. Đất này rất là thích hợp trồng những thứ cây ăn trái đó. Để em di chuyển từ từ lên cho quý anh chị xem và nắm bắt cụ thể thửa đất này hơn nha. Đất mình thì rất là vuông vức luôn, trên đất mình rất là cao ráo và bằng phẳng luôn. Mình về đây mình làm một mảnh vườn nhỏ nhỏ rất là tuyệt vời nha quý anh chị. Trời buổi chiều hơi nắng nên em quay cũng hơi chối nha anh chị, quý anh chị cũng thông cảm cho bên em. Giá chính chủ kêu bán thửa đất này chỉ 1 tỷ một công nha anh chị. Tổng thửa đất này là 3.200 m², khoảng giá khoảng 3 tỷ 2. Mình gặp chính chủ mình thương lượng giá cả luôn. Xung quanh mình gia chủ cũng đã cầm ranh giới hết rồi. Đất mình rất là đẹp nha anh chị. Đường 4m này nè anh chị, mình di chuyển ra con đường lộ nhựa khoảng 60m là mình tới đường lộ nhựa rồi nha anh chị. Đó, đây rất là tiện ích cho anh chị nào về đây xây xưởng công ty, rất là thích hợp luôn. Con đường bê tông này từ bên đây qua bên đây là 4m, nó mình rất là tiện ích vì mình làm công ty nhà xưởng rất là thuận lợi luôn. Đó, đất mình rất là đẹp và vuông vức nha anh chị. Cuối video em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã nhấn nhúc thời gian quý báu của mình để xem video của em. Trong quá trình quay có điều chi thiếu sót, mong quý anh chị thông cảm và góp ý kiến để video của em được hoàn thiện hơn. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị phần video tiếp theo.